thì một gói quảng cáo các bạn sẽ có lãi suất 20% trong 4 tháng và nó sẽ chi trả cho các bạn một ngày 1% cả gốc cả lãi. Ví dụ bây giờ các bạn sẽ có $50 cho một gói quảng cáo, mỗi ngày các bạn click 10 cái quảng cáo thì các bạn sẽ được chi trả là $0.5. Sau 120 ngày thì các bạn thu về được là $60. Nhưng nếu mà các bạn chơi 10 gói quảng cáo thì sao? Các bạn chơi 10 gói quảng cáo, mỗi ngày các bạn cũng chỉ click 10 cái quảng cáo thôi. Các bạn không có click quá, mà các bạn có chơi 100 gói thì các bạn cũng chỉ click 10 quảng cáo thôi. Và 10 gói quảng cáo này mỗi ngày nó chi trả cho các bạn 1%, tức là các bạn một ngày các bạn được $5 và sau 120 ngày thì các bạn sẽ thu về là $600. Đây là cái cách hình thức mua gói quảng cáo không tái đầu tư thì nó sẽ không có sinh lời nhiều. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái hình thức nữa để cho các bạn sinh lời nhiều hơn. Đó là cái phần hình thức thứ hai là mua gói quảng cáo tái đầu tư thì nó sẽ phát sinh lãi kép. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn và các bạn tính này. Các bạn tính này mình sẽ để ở bên dưới cái description á, cái phần mô tả các bạn có thể vào và tự tính. Mình đầu tư 10 gói $50, tức là cái vốn ban đầu của mình là $100. Ở đây các bạn thấy không? $500 xin lỗi các bạn. Đây là vốn ban đầu là $500. Thì vậy khi một ngày nó sẽ sản sinh cho mình là $4.75 thì nó cứ sản sinh như thế này cho tới cái ngày thứ 11 là mình đã đạt được là $52. Như vậy là mình đã dư mua một gói quảng cáo nữa. Vậy thì mình tiếp tục mình mua một gói quảng cáo nữa các bạn. Mình mua thêm một gói quảng cáo nữa. Vậy thì cái số gói quảng cáo của mình đã được tăng lên là 1 và cái số tiền hàng ngày của mình nó cũng đã đẩy lên được là $5.23. Các bạn thấy không? Và cứ tiếp tục như vậy, khi nào mà các bạn đạt được trên $50 thì các bạn cứ tiếp tục tái đầu tư trong vòng 20 ngày. Rồi. Các bạn thấy không? Cứ tiếp tục tái đầu tư trong vòng 20 ngày nhé. Rồi, sau 120 ngày thì các bạn sẽ thu về là $1.450 cộng với là $52.73 đang còn trong cái tài khoản của các bạn. Đây là số tiền các bạn đang còn trong tài khoản của các bạn nhé. Rồi, trừ đi vốn ban đầu các bạn bỏ ra là $500, vậy vị trí các bạn lời được là $1.032.73 trong vòng 4 tháng khi các bạn đầu tư $500. Nếu mà các bạn nào muốn đầu tư nhiều hơn cái gói 10 gói thì các bạn có thể lên trên cái trang nó tự tính cho các bạn, mình sẽ để trên dưới phần mô tả nha. Và cái số tiền này các bạn, nếu các bạn muốn rút ra, cái số tiền rút ra là nó nằm ở đây nè các bạn, nằm ở chỗ màu xanh nè. Nếu các bạn muốn rút cái vốn ra thì các bạn phải làm như thế nào? Thì một ngày nó đang sản sinh cho chúng ta là $13.78, đúng không ạ? Thì $500 của các bạn chia cho $13.78 thì nó sẽ ra là 36.28. Vậy 36.28 này là coi như mình làm tròn là thành 37 ngày. 37 ngày thì bạn sẽ có thể rút được cái vốn ra. Và sau 3 tháng nữa thì các bạn có thể rút ra cái số tiền lời là khoảng $1.002 nè. Các bạn thấy chưa? Thì cái cách đầu tư mà tái đầu tư như thế này thì nó sinh lời cho các bạn rất là nhiều và mình đang áp dụng hình thức này. Ngoài ra nó còn bonus cho các bạn thêm một cái phần nữa, đó là kiếm tiền từ người giới thiệu. Từ giới thiệu ha. Thì khi mà cái điều kiện của nó nha các bạn, cái điều kiện của nó là bạn phải mua ít nhất là một gói thì nó mới mở cái chức năng này cho các bạn. Thì cái hình thức nó trả hoa hồng cho mình á là mặc định, là cái tài khoản nào cũng vậy, mặc định thì nó sẽ trả cho các bạn là 3% trên một gói các bạn giới thiệu được. Ví dụ như các bạn giới thiệu được người ta mua một gói $50 thì các bạn sẽ được ngay là $1.5. Rồi, nếu như các bạn muốn tăng cái hoa hồng của mình lên thì các bạn có thể mua gói thứ hai, gói thứ ba, gói thứ tư và gói thứ năm. Thì các gói này như thế nào? Cái gói này ở cái F1 của các bạn, thay vì các bạn được 3% thì các bạn mua cái gói này là nó trị giá là $16 một tháng, $95 6 tháng và $180 một năm. Thì nó sẽ cho các bạn lợi nhuận là 8%. Tức là khi mà các bạn giới thiệu được một người là các bạn sẽ được 8% của $50, là các bạn sẽ được ngay lập tức là $4 nha các bạn. Và cái F2 của các bạn sẽ được là 4% là $2. Và F3, F4, F5 các bạn sẽ được 1%. Trong khi cái tài khoản free á, cái tài khoản ban đầu các bạn chỉ được duy nhất một cái tầng đầu tiên thôi, là cái tầng F1 của các bạn và được 3%. Thì các bạn có thể tham khảo cái bảng này. Đây, bảng này của các bạn này. Đó là ba hình thức mà có thể kiếm tiền được rất nhiều từ Apro. Và mình đang theo cái cách này để mình làm và hướng dẫn lại cho các bạn. Thì ở đây mình đã mua cái gói thứ 5 này luôn rồi, tại vì mình ở bên dưới mình giới thiệu
rất là nhiều app. Và khi mà các bạn vào trong nhóm của mình thì các bạn sẽ được cái thuật toán tràn người, và các bạn cũng sẽ được hưởng cái này nếu như các bạn không giới thiệu được. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Nhất nếu như mà cái bài hướng dẫn của mình có cái gì các bạn thắc mắc, các bạn cứ thể inbox cho mình hoặc là vào trong group Facebook của mình để hỗ trợ. Rồi, và các bạn muốn đăng ký theo cái link của mình thì mình cũng có để ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.